Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì đi quanh vườn thì có nhặt được một mớ rau càng cua. Thì sẵn hôm nay ăn sang một bữa luôn, đi mua thịt bò về bóp với rau càng cua. Đây. Rau càng cua mà bóp với thịt bò thì ăn số 1 thì không còn cái gì bằng. Rồi đây nay bà xã nấu cá kho tộ, rồi canh chua cá luôn, canh chua cá cái gì đây, cá lóc đúng không? Đó, rồi rau lang luộc này hình nhà cũng mới trồng nhưng mà chưa có nhiều nên phải ra chợ mua. Bạc hà cũng nhà trồng, đậu bắp thì nhà chuẩn bị trồng. Có nọ nè, ăn bữa giờ chưa xong, để vô luôn, nay hành lấy hết luôn. Nước mắm này thì để chấm với lại cá, cái này. Rồi cơm. Nói chung là clip chỉ đơn giản là khoe bữa ăn ngày hôm nay, có thành phần chính là rau càng cua. Tại vì hôm nay lượm được rau càng cua nhiều nên mới nên lượm được nhiều rau càng cua nên mới làm món càng cua thịt bò. Còn hơn một dĩa như vậy đó nha, chứ còn rau càng cua nhiều lắm. Có thể làm gỏi này nọ nữa. Rau càng cua ăn rất là mát, rất là ngon. Với bạc hà nữa, đây bạc hà mình trồng ngoài vườn nè, đó rất là to đó. Rồi thôi mình ăn đây, cũng sống ảo xong rồi, cơm canh ngủ ngắt hết rồi. Rồi chào các bạn nha, chúc các bạn buổi trưa ngon miệng.